Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyện series học cùng sinh viên E đấy. Mình là Nguyễn Trần Cao Minh Phúc, hiện tại đây là sinh viên khoa 3 trường đại học E đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với môn kiến trúc doanh nghiệp. Và đây là từ khóa 8 kinh doanh. Và từ khóa ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là giá trị sổ sách Book Value. Và Book Value thì ở đây là gì? Đối với một trong công ty hoặc là một doanh nghiệp của chúng ta thì cái chính giá trị sổ sách của chúng ta đó chính là được hoạch định, chính là giá trị của doanh nghiệp. Và giá trị của doanh nghiệp nó sẽ là bằng tổng tài sản của doanh nghiệp đấy trừ đi các khoản nợ phải trả cũng như là những tài sản mô hình khác, thì nó ra chính là giá trị sổ sách của công ty. Và cái vai trò cũng như là giá trị này thì giá trị sổ sách đó chính là giá trị thực sự một doanh nghiệp đang có. Và nhắc đến giá trị sổ sách thì chúng ta sẽ không thể bỏ qua được đó chính là giá trị sổ sách trên cổ phiếu của cổ phiếu. Thì đối với khi một doanh nghiệp đã tung cổ phiếu, một số lượng cổ phiếu nào đó ra thị trường, thì chính doanh nghiệp đấy sẽ biết được đó chính là giá trị thực sự của chính cổ phiếu đấy trên một giá trị sổ sách trên một cổ phiếu. Và như vậy thì chúng ta hiểu rõ được cái tầm quan trọng của giá trị sổ sách này, nó chính là khẳng định được, định giá được cái giá trị thực sự của doanh nghiệp của chúng ta. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.